Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của D-Reviews. Và ngay khi mà chiếc Samsung Galaxy A60 ra mắt thì mình ngỡ tưởng như là đây là một cái chiếc máy đầu tiên được trang bị con chip Snapdragon 675. Nhưng mà mình đã quên mất rằng là Xiaomi đã đi trước được khá là lâu rồi, đã có một cái chiếc máy cũng được trang bị một cái hiệu năng như này, đó chính là chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Và trong video này thì mình sẽ cùng với các bạn cùng nhau đi so sánh xem là ở hai chiếc máy này, ngoài cái sự tương đồng về hiệu năng giúp cho chúng ta có thể chiến game một cách rất là mượt mà, thì nó còn có những cái điểm nào để chúng ta có thể cân nhắc và chọn mua giữa hai sản phẩm này để có thể phù hợp được với cả nhu cầu sử dụng của các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy về phần thiết kế, rõ ràng là ở phần này thì chiếc Samsung Galaxy A60 làm mình rung động hơn rất là nhiều nhờ phiên bản màu sắc Gradient rất là bắt mắt ở mặt lưng. Nếu như mà so sánh với cả chiếc Redmi Note 7 Pro thì rõ ràng là A60 đẹp hơn, thanh lịch hơn rất là nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì Xiaomi luôn chú trọng nhiều về phần hiệu năng, cho nên về khâu thiết kế thì họ thường thể hiện ở mức đủ dùng, nhưng phải nói thật là khá nhàm chán và đường điệu. Nhưng dù sao thì bộ đôi Redmi Note 7 hay là Redmi Note 7 Pro đã có tiến bộ hơn khá là nhiều về mặt thiết kế so với cả cái đời Redmi Note 5 Pro của năm ngoái. Chuyển tiếp đến về phần màn hình thì cả hai chiếc máy này đều có một kích thước khá là phổ thông lên đến 6,3 inch. Tuy nhiên, về tấm nền thì lại có một sự khác biệt đến từ A60 sẽ sử dụng tấm nền là PLS TFT, còn ở trên chiếc Redmi Note 7 Pro thì lại sử dụng tấm nền IPS LCD. Với sự khác biệt đến từ tấm nền như này thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game hay là xem video, bởi vì không có quá là nhiều sự chênh lệch về chất lượng hình ảnh. Cả hai chiếc máy này thì sẽ đều đạt độ phân giải là Full HD Plus, cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta vẫn có thể thưởng thức những video trên YouTube và chơi game một cách rất là ok. Chuyển đến phần tiếp theo sẽ là về phần mức giá. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn mức giá mà mình đã tham khảo trên website của didongthongminh.vn. Thì hiện tại chiếc Redmi Note 7 Pro sẽ có mức giá là 5.890.000 đồng cho phiên bản 6GB, 128GB bộ nhớ trong, và ngoài ra thì vẫn còn phiên bản 4GB, 64GB bộ nhớ trong. Các bạn có thể tham khảo ở phần link mô tả ở dưới của video. Tiếp đến thì chiếc A60 sẽ có mức giá là 5.990.000 đồng cho phiên bản 6GB, 64GB bộ nhớ trong. Và trong khoảng chênh lệch nhau chỉ có 100.000 như thế này thôi, thì nếu như mà các bạn lựa chọn chiếc Redmi Note 7 thì các bạn sẽ được lợi thêm những cái phần như thế nào? Đầu tiên thì đó chính là về phần bộ nhớ trong. Như đã chia sẻ thì cả hai chiếc máy này sẽ đều có 6GB, nhưng Redmi Note 7 Pro sẽ có 128GB bộ nhớ trong, cao hơn gấp đôi so với cả A60 chỉ có 64GB thôi. Tiếp đến, cái phần thứ hai sẽ là về phần dung lượng pin. Dung lượng pin của chiếc Note 7 Pro sẽ là 4000 mAh, trâu hơn so với cả 3500 mAh của A60, cộng thêm hỗ trợ sạc nhanh 18W. Còn nếu như mà các bạn lựa chọn chiếc A60 thì chúng ta sẽ có thêm những cái điều gì mới mẻ hay ho hay không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái màn hình nốt ruồi. Đây cũng có thể coi là một cái xu hướng thiết kế mới, và có lẽ đây cũng là điều mà các bạn sẽ có người thích, có người không thích. Nhưng đây cũng là một cái kiểu thiết kế mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm màn hình full viền, và phần camera selfie thì sẽ tối ưu rất là nhỏ ở góc của chiếc Galaxy A60 này. Tiếp đến là về phần camera, A60 sẽ được trang bị đến 3 camera để có thể phục vụ cho các chế độ chụp góc rộng, xóa phông, trong khi Redmi Note 7 Pro sẽ chỉ là 2 camera, trong đó ống kính chính sẽ có cảm biến của Sony, cho nên chất lượng ảnh chụp cũng sẽ khá là ngon và nịnh mắt. Về hiệu năng thì cả hai chiếc máy này đều sở hữu 6GB và con chip Snapdragon 675 của Qualcomm cho hiệu năng chơi game ở mức ngon, và đối với cả những cái tựa game khá hot như hiện nay, PUBG Mobile, Liên Quân Mobile hay là Call of Duty Mobile thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi mượt mà. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn lựa chọn chiếc Redmi Note 7 Pro thì sẽ có bộ nhớ trong gấp đôi so với cả A60. Vâng, và để kết lại video ở đây thì mình nhận định chiếc Samsung Galaxy A60 và chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro là cả hai chiếc máy ở phân khúc từ 5 cho đến 6 triệu chắc chắn sẽ phù hợp với các nhu cầu sử dụng lâu dài, và nó sẽ phù hợp cho các bạn có những cái nhu cầu sử dụng sau đây. Đầu tiên thì cả hai chiếc máy này sẽ rất phù hợp cho các thao tác sử dụng cơ bản để làm việc, nhắn tin, nghe gọi. Tiếp đến là về giải trí thì với các tác vụ chơi game thì cả hai chiếc máy này sẽ cho một hiệu năng chơi game đỉnh, và lướt web, xem phim hay là xem video thì đều rất là ok. Tiếp đến về phần chụp ảnh thì các bạn
hoàn toàn có thể sử dụng chiếc Samsung Galaxy A60 để có thể chụp ảnh ở nhiều chế độ rất là hay ho. Còn về dung lượng pin thì cả hai chiếc máy này đều có một cái dung lượng pin đủ dùng trong một ngày và các bạn hoàn toàn không phải sạc đi sạc lại nhiều lần. Và ý kiến của các bạn như thế nào về bộ đôi Xiaomi Redmi Note 7 Pro và chiếc Samsung Galaxy A60 thì hãy để lại cảm nhận của bạn ở phần comment của video. Các bạn nghiêng về chiếc máy nào hơn thì hãy để lại ý kiến giúp mình ở phần bên dưới. Link sản phẩm của hai chiếc máy này mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.